nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon, nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui, nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn, đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào, đội tôi chiến thắng đội tôi cùng chơi cùng vui. Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Thiên đường ẩm thực. Kính thưa quý vị, ăn không chỉ là để no mà ăn là còn lo cho sức khỏe. Chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký, nhãn hàng Taki Food. Và ngày hôm nay chúng ta vô cùng hân hạnh chào đón bác sĩ Nguyễn Phương Anh, giảng viên dinh dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và bên cạnh đó cũng không quên chào đón những người chơi vô cùng xinh đẹp và dễ thương ngày hôm nay. Mời Phương Anh, bạn tự giới thiệu về mình đi. Cho phép Phương Anh xin được gửi lời chào với tất cả khán giả đang xem chương trình. Hiện tại thì Phương Anh đang là ca sĩ và sở thích là được ăn uống. Xin chào tất cả các bạn. Duy Khiêm rất là thích ăn và ăn có thể nói là trong một ngày Duy Khiêm phải ăn khoảng 5 bữa. Xà quá, 6 bữa lận. Im đi. Thực ra thì tôi ăn tới 7 bữa lận. Cho nên khi mà đến với chương trình Thiên đường ẩm thực thì Duy Khiêm cảm thấy rất là hào hứng. Mình tên là Hồ Quang Hiếu, hiện tại thì Hiếu đang là ca sĩ. Hiếu ăn rất là ít, tham gia chương trình ngày hôm nay thì thật sự Hiếu cũng muốn tìm hiểu thêm về những món ăn mới để mà mình càng ngày càng siêng ăn nhiều hơn nữa. Xin mời Đôn Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đôn Nguyễn. Nãy giờ mình nghe mấy bạn bên đội bên kia nói bạn là cũng thích ăn ăn hết á. Nhưng mà sở thích của mình là đặc biệt hơn. Mình thích ăn nhưng mà có người khác nhìn việc. Em tên là Hoàng Yến và hiện tại thì đang là ca sĩ và diễn viên. Em chỉ ăn nhiều vào lúc buồn thôi. Là càng buồn là càng ăn đó hả? Vậy là chắc cuộc đời bạn vui nhiều hơn buồn đúng không? Nhìn là biết rồi, không lẽ. Lâm Vinh Hải xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thiên đường ẩm thực. Theo quý vị khán giả được biết thì Hải là một vũ công, nên đối với Hải cái việc mà ăn uống nó cũng rất là quan trọng và ăn khá là nhiều. Thì khi mà nghe tới chương trình thì Hải chỉ muốn đến tham gia ngay thôi. Hải quyết thắng để mà mình được ăn. Chúng ta hãy bầu ra hai đội trưởng. Hoàng Yến Chibi sẽ là đội trưởng của đội Đôn Nguyễn. Đối thủ nặng cân nè. Phương Anh là. Và Phương Anh sẽ là đội trưởng đối thủ vô cùng nặng ký. Chúng ta sẽ đến với chủ đề ngày hôm nay, một chủ đề rất hợp với Phương Anh. Vâng, như vậy là có lẽ là các bạn trong đội hiểu về cái format của chương trình và hiểu về chủ đề giảm cân. Chính vì vậy đội trưởng được bầu ra đó chính là Phương Anh. Thành công lắm luôn á anh. Tức quá. Hồi nãy mới hỏi số đo ba vòng, nó nói anh eo có 120 thôi mà ngực cũng 120 mà mông cũng 120. Ủa sao giống cái ông công vậy? Nè, chúng đội chứ. Và bạn sẽ là người gánh chịu những hậu quả về việc không giảm cân. Ngày xưa lúc mà em yêu anh á anh, em mới quyết định là em giảm em cân. Em yêu anh? Dạ, em yêu anh Hoàng Hạnh Phúc. Thế là em mới quyết định là em giảm cân, là em từ 80 mấy ký em giảm xuống được 60 ký. Sau khi mà được 60 mấy ký rồi á, em mới bắt đầu em chơi với anh, em mới phát hiện là ồ, tại sao một người đẹp như mình lại đi với một người có chiều cao thật là cao như vậy. Nên thôi là em quyết định là em ăn lại cho anh lên ký. Đó là em nói thôi, chứ còn tôi thì tôi nghĩ là tôi không thể nào ôm một cục thịt được. Cục thịt mỡ. Các bạn nghĩ như thế nào về giảm cân? Mời Duy Khiêm. Em nghĩ giảm cân là mình sẽ nạp vào cái lượng năng lượng ít hơn hoặc bằng cái mức năng lượng mà mình sẽ thải ra. Ví dụ như mình ăn 1000 calorie thì mình phải tập sao cho nhiêu đó. Cơ thể mình từ từ nó sẽ lấy mỡ để nó đốt cháy ra, mình giảm được mỡ. Đây, mình ví dụ minh họa. Bên đây là ra 1000. Nạp vô chính. Chính là hơi ít. Mười mấy là. Anh đừng có nói vậy nha. Bây giờ em mở ra người em có cơ đó nha. Đừng có người mà ai thì cũng có cơ, nhưng mà quan trọng là cơ nhỏ hơn mỡ. Không. Không có, cơ với mỡ của em bằng nhau đó. Dạ, da em bị mập thôi. Thôi đừng chống chế. Trời ơi, đã quá. Đây, này, nhìn người ta kìa, cơ và mỡ kìa. Không, kế bên. Này không có cơ, ngồi xuống đi Yến ơi. Thấy người ta vũ công không? Em ngồi xuống đi, em ngồi đi. Nhảy mỗi ngày. Thậm chí nửa đêm 12 giờ giật mình dậy vẫn nhảy. Hôm bữa anh Trường Giang qua nhà em coi em nhảy đó. Qua hồi nào? Đúng không? 12 giờ đêm qua làm gì? Thì Phương Anh, vấn đề giảm cân nó quan trọng như thế nào cho mỗi con người trong cuộc sống? Cái cân nặng nó cũng thể hiện được cái tình trạng sức khỏe. Nếu như mình gầy quá hoặc là ngược lại mình mập quá, nó cũng đều... Không, chị đừng nói mập quá đây, tội. Dạ, nếu như mình hơi bị overweight quá. Overweight, chính xác. Overweight quá thì nó cũng mang cái nhiều yếu tố nguy cơ cho sức khỏe. Tuy nhiên rằng giảm cân như thế nào là cũng là một cái câu hỏi rất là lớn. Mình giảm cân thì phải có phương pháp thì mình mới mang lại được cái hiệu quả dài lâu về mặt cân nặng cũng như về mặt sức khỏe.